Xin mời các bạn cùng Đại Lâm ăn một bữa cơm đơn giản của đời sinh viên YouTuber nhé. Đây là căn phòng bé nhỏ của Đại Lâm. Các bạn. Mời các bạn xem để làm nấu canh bí hầm thịt nha. Các bạn. Thịt này là thịt bằm nha các bạn. Gọi là trứng chiên. Đây là nồi cơm đơn giản các bạn. Đây. Lâm thỉnh thoảng thích ăn bí đỏ nha các bạn, bổ máu nha. Đây các bạn, ok, ngon chưa? Thì một miếng tiêu nha các bạn. Này. Đây. Ok. Đây. Đấy, sau bao ngày lăn lội các sân bóng bây giờ ăn cơm tiệm các bạn ạ. Giờ bữa nay đã Lâm về nhà tự nấu ăn các bạn. Đây. Làm hộp dịch đơn giản, bột ngọt, đường, hành rồi. Mời nhìn thử nha. Sau ngày chơi banh bóng đi quay cho các bạn xem. Đó, bây giờ được trở về nhà nghỉ ngơi những ngày giữa tuần không có banh bóng nè. Cho nên vô bếp làm một tí cơm đi các bạn. Cái men đây các bạn thấy không, dịch tuyệt vời không? Mời các bạn mâm cùng dùng bữa với Đại Lâm cho ngon nha. Hộp dịch chiên sơ sơ và canh bí đỏ thịt bằm các bạn, và đơn sơ của đời sinh viên YouTuber đầu dò Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli các bạn, tàu lao chạm bí đạo. Canh bí đỏ thịt bằm này các bạn. Hộp dịch chiên. Cơm ngon các bạn. Mời các bạn mâm cùng để làm nha. Sau bao ngày banh bóng ăn cơm bụi cơm tiện các bạn ơi, bây giờ trở về cơm nấu tự nấu các bạn.
mồ hôi mồ hám chảy hết rồi bạn, nóng quá căn phòng trọ quá nóng các bạn ơi. Đây mời các bạn nha. Bi nóng quá nóng luôn rồi. Bây giờ bằng nha. Sau những ngày banh bóng lặn lội khắp nơi ăn cơm bụi, ăn mì gói các bạn. Bữa nay mình xả chết ở nhà cái ngày các bạn. Ăn đơn giản thôi các bạn à, nhưng mà thật sự rất ngon các bạn ơi. Cơm mọi gì cũng không hết rồi bạn. Mười ngàn bí đỏ, mười ngàn bí đỏ, 14.000 thịt bằm nha các bạn, và hai trứng chiên hành. Các bạn nghĩ đây chạy ra bao nhiêu, là 10.000 bí đỏ, 14, 24, trứng chiên, hai trứng chơi 7.000, 31, tầm khoảng băm gạo luôn các bạn, tất tần tật khoảng 35.000 các bạn, 35.000 có một cơm ngon các bạn nhé. Nóng quá mà hồi cả hết. Hết mồi, hết cơm nghe các bạn. Ok ngon. 10.000 bí đỏ, 14.000 thịt bằm,
dĩa nước mắm và mà gạo xong một bữa cơm tuyệt vời các bạn. Hết canh nha. Alo. Xong phim. Mồ hôi quá đây các bạn. Và chúc các bạn có những buổi cơm bên người thân và gia đình ấm áp, vui vẻ, ngon miệng nha các bạn. Đây Lâm một mình cũng quen rồi. Thank you các bạn bấy lâu nay luôn đồng hành cùng kênh Đại Lâm Vua Đồ Dọ. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Và Đại Lâm vừa làm một cái fanpage của Đại Lâm các bạn. Fanpage tôi cũng tên là Đại Lâm Vua Đồ Dọ luôn các bạn. Các bạn nào có muốn tìm hiểu gì xem những cái gì vui vui đó thì hãy vô fanpage của Đại Lâm đi các bạn, Đại Lâm Vua Đồ Dọ nha. Rất mong các bạn và mọi người luôn ủng hộ cho Đại Lâm. Để có Đại Lâm có thêm một cái động lực để đi làm những cái video hay, những cái kèo hẹn gì đó cho các bạn xem nhiều nhé. Đại Lâm hiện tại rất mong chờ đợi cái mã pin để nhận tiền các bạn. Hôm nay khoảng 7-8 tháng nay được việc kiếm tiền nhưng thật sự chưa có đồng nào nha các bạn. Đang chờ mã pin nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Hẹn các bạn những ngày sắp tới sẽ có những trận kèo cực kỳ hấp dẫn cho các bạn xem nha. Bye bye các bạn nhé. Cơm hết, hộp vịt hết, canh hết nha các bạn. Đại Lâm vừa làm cái fanpage Đại Lâm Vua Đầu Dò. Các bạn nào có thích và yêu mến Đại Lâm thì hãy vô ủng hộ giùm Đại Lâm nhé. Thank you các bạn bấy lâu nay luôn đồng hành cùng kênh Đại Lâm Vua Đầu Dò các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Đời sinh viên thế thôi các bạn ơi. Ok man.